Ủa? Ai vậy? Cái gì mà Yuna X Baby hả? Ủa là ai vậy trời? Chào đó, chào. Ủa mình có kết bạn với bạn này hả ta? Mình kết bạn với bạn này hồi nào hả ta? Không biết luôn á. Chào anh nha. Trời đất ơi, giết thiếu dấu quyền đó nè. Vậy chắc ai rồi? Mình chắc mình không biết bạn này rồi. Lạ quá. Mình đang quay video nữa. Bây giờ mình sẽ chat lên nè. Anh đang quay video đừng theo anh. Đấy. Để mình nói bằng đó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay qua bên đây, mình quay video nha. Mình sẽ kể với các bạn một cái câu chuyện mà cực kỳ là buồn về cái partner của mình luôn á các bạn. Ủa cái gì vậy trời? Ủa gì vậy? Cái kêu đừng có theo rồi, theo hoài vậy trời. Thôi bây giờ mình sẽ đi chỗ khác mình quay nha. Đó, mình sẽ qua cái căn nhà này. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay ở đây nha. Đó. Cái gì vậy trời? Cái kêu đừng có tele mà. Thiệt tình cái bạn này. Ai vậy trời, không biết luôn á. Mình qua đây nha. Bây giờ bạn đó mà tele một lần nữa cho mình kích bạn đó ra khỏi nhà nha các bạn. Phá quá chừng phá luôn, thiệt tình á. Đã ghi là đừng tele đang quay video mà. Nữa tele nữa. Cái gì vậy trời? Ai vậy? Anh đang quay mà. Đó, mình sẽ ghi nữa nha. Anh đang quay tele nữa, anh xóa kết bạn. Mình đi qua bên đây mình quay với các bạn đó. Mình là một người rất là bao dung và rất là dễ chịu và tha thứ nha các bạn ơi. Đó, lần này mà tele lần nữa mình nghĩ là mình sẽ xóa kết bạn luôn nha. Phá quá chừng phá luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đứng ngay ngôi nhà này và mình sẽ quay nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Nữa tele nữa. Thiệt tình cây giấy sợ luôn. Ghét xóa kết bạn luôn. Đâu rồi? Trời, mới cấp 1 nữa chứ. Xóa kết bạn luôn. Rồi. Ủa? Nhưng mà khoan từ từ. Hình như hồi nãy mình thấy bạn này có kết bạn với bạn Dương X Baby. Ủa này mới Dương mà. Thôi chịu rồi. Ủa là sao ta? Ủa? Ai vậy trời? Thôi cậy, ai cậy đi các bạn ơi. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện nha. Ủa? Đi theo nữa. Cây dễ sợ luôn á. Chặn luôn. Ủa ai ký tường mình vậy? Anh dám quỷ kết bạn với Dương Chu Che. Giờ anh có kết bạn lại không hả? Đừng để Dương dặn anh. Ủa gì vậy? Ủa chỗ này phải bé Dương thiệt không trời? Mình thấy có kết bạn với bé Dương nè. Ôi cha, hồi nãy mình cũng nghi nghi rồi các bạn. Chắc cái này là ạc phụ của bé Dương tính là tạo vô chơi mình ha cái gì nè. Có kết bạn với bé Dương mà chỉ có một mình bé Dương thôi. Chắc cái này là ạc phụ của bé Dương rồi các bạn ơi. Ủa nhưng mà kết bạn không được. Kỳ vậy ta. Hình vậy hình như là đang chơi mình. Hình như đang làm clip chơi mình hả gì rồi các bạn ơi. Ôi chịu ơi, bây giờ mình kết bạn thêm một lần nữa nha. Thử có được không? Ôi được nè. Gì ảo vậy? Ủa nhưng mà quỷ kết bạn chứ. Mình kết bạn xong rồi quỷ kết bạn với mình luôn. Dẻo quá các bạn ơi. Mà thôi cãi đi. Mình tại vì kiểu như mình cũng 50-50 lắm các bạn. Không biết phải là bấy Dương hay không nữa. Bây giờ thì mình sẽ kể câu chuyện partner cho các bạn nghe nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Chính là câu chuyện partner của mình nha các bạn ơi. Các bạn nhìn lên đầu của mình nè. Mình không hiểu sao nhà phát hành game nay không còn tặng VIP cho mình nữa các bạn ơi. Đó chính là VIP này các bạn. Đó mỗi lần VIP ra thì nhà phát hành luôn luôn tặng mình. Nhưng mà không biết dạo gần đây thì liên tục 3 mùa rồi, 3 mùa liên tục nhà phát hành không còn tặng mình nữa các bạn ơi. Là y như là bây giờ mình chỉ là một đối tác, là chỉ có một cái chữ partner vậy đó các bạn, chứ ngoài ra không có gì hết à. Ủa? Trời đất ơi. Ủa? Mà. Ai vậy? Ai vậy? Ủa, nghe tiếng quen quen ta. Ủa mà em là ai vậy? Đó em là ai? Ủa chịu rồi các bạn ơi, nghe tiếng quen quen để mình ra Discord thử coi ai vô Discord mình hay gì nè. Trời ơi, chịu rồi các bạn ơi, bé Dương. Rồi bây giờ mình sẽ hiện nhân vật avatar của mình với bé Dương lên màn hình game luôn nha các bạn, cho các bạn dễ phân biệt được giọng nói của mình với lại bé Dương nha. Đó, các bạn nhìn ở bên góc 6 giờ là các bạn sẽ biết nha các bạn. À 7 giờ chứ, nhầm. Ủa nhưng mà sao tự nhiên em đổi tên kỳ vậy? Cái gì mà Yuna hả? Đúng vậy, Yuna. Cái gì vậy trời? Ủa mà Yuna là sao? Tự nhiên cái tên Dương đang đẹp tự đổi tên Yuna vậy trời? Em muốn biết ý nghĩa của nó đúng không? Đúng, ý nghĩa của Yuna là gì vậy? Trời, muốn biết đâu dễ đâu trời, nó phải có một cái gì đó thử thách chứ đúng không? Cái gì? Ủa tự nhiên giờ tao muốn biết cái tên mà cũng có thử thách nữa hả? Chấm hỏi. Ủa em có vui, tôi không muốn cho anh biết thì tôi không muốn chờ thôi đúng không? Solo mini em thắng em đi, em nói cho. Cái gì vậy trời, báo tôi nữa rồi đó. Thôi chịu ơi. Vậy là bé Dương không biết đặt tên nha các bạn ơi. Hiện tại đang khó khăn về vấn đề đó, cho nên là các bạn hãy giúp đỡ bé Dương nha các bạn. Đó, tên thiệt của bé Dương á là tên là Mai Thị Lan Anh nha mọi người. Cho nên là mọi người hãy căn cứ vào cái tên đó mọi người đặt cho bé Dương nha. Còn cái tên Dương á là cái tên mà hồi đó bé Dương đặt để đi cua gái các bạn ơi, cho nên là cái tên Dương nó không có liên quan gì hết á, cho nên là bây giờ sẽ bác bỏ cái tên Dương nè. Cho nên là các bạn quên cái tên đó đi, cho nên là bé Dương đang muốn kiếm một cái tên mới đó mọi người kiếm cho giùm bé Dương một cái tên mới nha. Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho bé Dương biết nha các bạn. Bình luận nào được nhiều tin nhất thì Dương sẽ đổi tên theo bạn ấy luôn. Đúng rồi. Nhưng mà các bạn nhớ đặt tên cho bé Dương rồi á thì các bạn nhớ để ý nghĩa nó nha. Đó, bé Dương tên thiệt là Mai Thị Lan Anh nha các bạn, nhắc lại một lần nữa nha, Mai Thị Lan Anh nha. Còn tên Dương á là cái tên mà là bé Dương đặt để đi cua gái thôi các bạn ơi. Tôi không hiểu sao tự nhiên nghĩ sao là con gái mà đặt tên Dương để đi cua gái, tôi chịu rồi các bạn. Im lặng đi.
người ta đang muốn giấu đi quá khứ đen tối của nó ra là sao vậy? Bí gì mật đi. Cho nên là cái tên Dương nó không có liên quan nha. À, bây giờ mình của cái tên giờ Lan Anh mà bây giờ đặt cái tên mà nó tay tay một xíu vậy thì bây giờ mình sẽ đặt tên là gì ta? Lan Bi là con dê đó. Lan Bi. Dạ. Ủa, Lan Bi là con cừu mà. Ủa, con cừu hả? Dạ. Yeah. Con cừu, Lan Bi là con cừu. Ủa, cừu với dê nó cũng như nhau, nó cũng giống nhau nhở? Đúng rồi. À, quên mà nói với các bạn luôn. Thì bé Dương sinh năm 2K3 nha mọi người. Mà 2K3 là tuổi của con dê nha. Cho nên là hiện tại thì mình thấy cái tên là Lan Bi là mình cảm thấy nó ổn nhất á. Còn cái tên nào mà nó vừa đẹp mà nó vừa liên quan tới cái chữ Lan Anh mà nó tay tay một xíu không mọi người? Suy nghĩ phụ mình coi có cái tên nào đẹp hơn hay không ta. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn nào mà yêu được cái tên hay cho Dương sẽ mama mọi người mỗi người một cái. Rồi. Còn nếu mà mọi người không suy nghĩ ra được cái tên gì hết thì lấy tên Yuna luôn cũng được. Thế đó, mọi người thích cái tên Yuna của Dương không? Hay là mọi người thích tên Dương cũ hơn là Dương cũng biết đường này chứ Yuna phân vân lắm, Yuna bị overthinking. Ủa, rồi tự nhiên bây giờ em chơi nick mới rồi, còn nick kia thì em phải làm sao? Trời, nó kia em đẻ luôn, em không chơi nữa, em nghỉ chơi rồi. Để dành, để làm kỷ niệm đó đó. Cái gì vậy trời, chơi gì 2-3 nick chứ vậy? Ủa, lý do tại sao chơi 2-3 nick vậy? Rồi có một nít à, bỏ nít kia rồi, giờ chơi nít này thôi. Ủa nhưng mà tại sao nít kia lại bỏ mà cái nít kia chơi quá chừng lâu luôn, tự nhiên bây giờ bỏ rồi. Có chừng luôn á, tại cái nít kia em không có đăng nhập máy tính được, cho em chuyển em chơi máy tính em phải tạo nít khác. À, thì ra cái nít kia là bé Dương chơi điện thoại các bạn ơi, và bé Dương lấy cái nít chơi điện thoại chơi trên máy tính không được, cho nên là bây giờ bé Dương sẽ kiểu như là chơi hai ạc luôn các bạn. Ạc kia thì chơi trên điện thoại, ạc này trên máy tính. Nhưng mà mình nghĩ sau này bé Dương sẽ chơi ạc này nhiều hơn đó mọi người. Ủa vậy là bây giờ phải kêu em bằng cái gì? Không được gọi là Dương nữa hả? Gì cũng được, anh cũng có thể kêu là em yêu. Ok hết á. Cái gì vậy chạy? Không muốn thì thôi. Rồi, dạ bây giờ kêu em bằng em yêu hả? Ủa thế hả? Gì vậy chạy? Ủa em kêu mà. Gì vậy chạy? Anh kêu em yêu này cũng được. Kêu Dương hay kêu... em vẫn quen tên Dương hơn á. Nếu mà Yuna thì chắc phải chờ thêm một thời gian nữa em quen, tại vì giờ em thấy nó vẫn hơi chưa quen lắm ý, nó hơi lạ lùng một tí. Ủa chị tự nhiên đặt tên Yuna chứ giờ kêu tên Dương đi, ủa gì kỳ vậy trời. Nếu mà mọi người thích tên kia hơn thì chắc em sẽ dùng lại cái tên kia á, tại cái ảo kia nó đang để tên kia rồi. Đúng rồi. Rồi giờ bây giờ sẵn hỏi mọi người luôn đi, nếu như mọi người có cái tên mới nào đẹp á thì mọi người đặt cho bé Dương nha mọi người. Còn nếu mọi người thấy cái tên Yuna này đẹp á thì bé Dương sẽ để cái tên Yuna này bé Dương xài luôn nha. Còn không á thì bé Dương sẽ xài lại cái tên cũ nha mọi người. Có nghĩa là bé Dương sẽ đổi là cái tên Dương X Baby tên cũ á nha. Và cái tên cũ sẽ kiểu như là sẽ đổi là một cái khác rồi mọi người. Yuna thì anh thấy nó cũng ổn á. Là Du với lại trái na hả? Trái na là trái mẫn cầu đúng không? Dạ trời, mọi người ý là tên của Du nó không liên quan tới trái mãng cầu, nhưng mà Du không biết bằng cách nào để anh ấy liên tưởng tới một cái trái mãng cầu. Nói chung là trà mãng cầu uống cũng ngon đó cái nhà ơi. Tí cho tí nó chắc Du đi mua một ly á, nhưng mà tên của tôi không có liên quan tới trái mãng cầu nha, đề nghị anh bớt xa lơ đi nha. No, trái mãng cầu kia kìa, na, tại vì anh nhớ thường thường á. Ở ngoài hình như là ở ngoài miền Bắc người ta gọi trái na là trái mẫn cầu thì phải, nhưng mà trái mẫn cầu kia kìa, trái mẫn cầu mà nó nhỏ nhỏ. Nhiều lắm mẫn cầu, cái tên của em không có liên quan tới na hay mẫn cầu gì hết á. Ồ vậy hả? Bớt đi nha. Vậy là liên quan tới bóng đèn cà na. Đúng rồi đó. Ủa? Ý là mọi người ơi, ý là tôi muốn giật ảnh đó cả nhà. Tôi muốn mọi người cho một like nếu mọi người muốn tôi giật ảnh nha cả nhà ơi. Và cho một lượt đăng ký nữa, muốn tôi nghỉ chơi với anh luôn, chứ tôi thấy anh không được rồi. Rồi, vậy là từ đây về sau là có thể là bé Dương sẽ chơi cái nick hoài luôn ấy nha mọi người. Đó, cho nên là mọi người hãy lựa cái tên mà đẹp đẹp kỹ nha. Đó, chứ tôi trẻ qua đó, còn không nó xài là cái tên cũ mà anh thấy cái tên mới này nó cũng ổn luôn á. Ủa, sao dùng cái gì nó cũng ổn hết vậy, thôi giờ xài tùm lum hết đi. Trẻ mình đặt tên là Yuna X Dương X Baby luôn đi. Nghĩa trời ơi, cứu em với. Anh bình tĩnh lại đi anh đừng như vậy. Những lúc mà nó khó khăn quá là mình nên xài hết luôn các bạn, có bao nhiêu mình xài ráo luôn. Anh đúng rồi đó. Ai để Dương bật mí cho mọi người đó, lên clip anh ấy kêu cái tên Yuna của Dương ok thôi, chứ cái lúc mà Dương mới đổi anh ấy chê thậm tệ luôn, anh chê là trời nó xấu đau đớn luôn đó cả nhà. Anh ấy xạo đừng tin lời anh chê tên tôi xấu. Gì vậy trời? Coi mình nghĩ chắc clip của mình với bây giờ nữa ta cũng đã kết thúc rồi nha các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye. Bye bye, đừng quên like và đăng ký kênh nha. Yêu cả nhà lắm. Bye bye mama.